Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Âu Hạ My là ai? Tiểu thư con nhà đại gia, bố mẹ sở hữu nhiều khách sạn nổi tiếng. Sau đám cưới cổ tích vỏn vẹn 11 tháng, tối qua ngày 12 tháng 8, nữ diễn viên Âu Hạ My, sinh năm 1994, bất ngờ công khai lọt bằng chứng tiết lộ chồng là Nguyễn Trọng Hưng, nam diễn viên phim Đi Qua Mùa Hạ, ngoại tình khi cả hai vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Điều đáng chú ý trong bài đăng, Âu Hạ My cho biết Trọng Hưng từng được gia đình Hạ My cưu mang giúp đỡ khi anh vỡ nợ 1 tỷ đồng, thậm chí bố mẹ của cô nàng còn cho nhà thông gia mượn một số tiền lớn rồi từ chối nhận lại. Vậy mà khi Hà My vừa sảy thai ở trong bệnh viện, Trọng Hưng đã bỏ mặc vợ để đến nhà của nhân tình. Bên cạnh đó, khi mẹ vợ khóc ngất nằm viện, anh cũng không một lời hỏi thăm. Hà My chia sẻ phát hiện chồng ngoại tình, cô đã tìm đến tận nơi để bắt quả tang chồng và tiểu tam. Theo đoạn video ghi lại, cô nàng không hề đánh ghen mà cư xử một cách khá bình tĩnh. Vậy Hà My là ai? Năm 2015, Hà My từng gây chú ý khi trở thành giám thị trong một kỳ thi của Đại học Quốc gia tổ chức. Rất nhanh sau khi những hình ảnh của nữ giám thị xinh đẹp xuất hiện trên mạng xã hội, Hà My được nhiều bạn trẻ xin thông tin và kết bạn Facebook. Vào thời điểm ấy, khi đó, Âu Hà My 1994 đang là sinh viên năm 3 khoa tiếng Pháp của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến năm 2018, hình ảnh cô giám thị trẻ trong ngày thi Trung học Phổ thông Quốc gia tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội. Lúc này, Hà My đã trở thành diễn viên tại trường Đại học Ngoại ngữ. Đặc biệt, không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp mà Âu Hà My còn có thành tích học tập đáng nể. Được biết, cô có thời gian dài thi học tiếng Pháp, từng giành giải nhiều quốc gia môn ngoại ngữ này. Nhờ kết quả ấn tượng, Hà My được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành sư phạm. Trong quá trình thi học, My luôn giữ vững thành tích học tập tốt, đạt kết quả cao sau mỗi kỳ thi và được ở lại trường công tác sau khi tốt nghiệp. Hiện tại, Hà My cũng đã hoàn thành chương trình thạc sĩ tại trường. Tiểu thư con nhà đại gia, bố mẹ sở hữu nhiều khách sạn nổi tiếng. Cô nàng là con một trong gia đình giàu có ở Hà Nội. Bố mẹ của cô là chủ của nhiều khách sạn nổi tiếng. Ngay từ nhỏ, cô đã nuôi ước mơ trở thành diễn viên đại học. Hà My tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, cô tiếp tục học lên thạc sĩ và trở thành diễn viên tiếng Pháp tại ngôi trường này. Người ta có câu, nghề chọn người, chứ không phải người chọn nghề. Có thể nói theo nghề giáo là một quyết định đúng đắn nhất của đời mình, chịu ảnh hưởng lớn từ ba mẹ. Mình là con một, nên mình luôn nghe theo ý kiến ba mẹ. Trước giờ kể cả chọn trường hay học ở đâu, cũng làm ba mẹ chọn. Và cho đến giờ phút này, mình cũng chưa bao giờ thấy hối hận điều gì cả. Ba mẹ mình nói nhà giáo là nghề cao quý. Hơn nữa, sẽ rèn được cho mình nhiều đức tính tốt trong cuộc sống. Chăm chỉ học, cũng có chút năng khiếu, nên mình từng đạt giải nhì quốc gia năm lớp 11. Được tuyển thẳng, nên mình chọn đại học ngoại ngữ. Vì đã gắn bó với nơi này quá nhiều kỷ niệm, cô nàng chia sẻ về câu duyên đến với nghề giáo. Ngoài thời gian giảng dạy, Hà My còn phụ mẹ quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Cô hiện sở hữu hai khách sạn lớn nằm ở vị trí trung tâm của thủ đô. Cuộc sống sang chảnh khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Âu Hà My thừa nhận mình theo đuổi phong cách ăn mặc táo bạo và sexy. Mình có quan điểm học và làm việc hết mình thì chơi cũng phải hết mình. Trên giảng đường mình ăn mặc rất kín đáo, thường là áo sơ mi, quần âu và áo vest. Những hình ảnh đó mình đã đăng tải trên Facebook, thậm chí cả ảnh sinh viên chụp trộm mọi người có thể nhìn vào để đánh giá khách quan. Còn khi ở nhà và đi chơi với bạn bè, mình chỉ mặc theo sở thích là bình thường, tự mình biết giới hạn của việc hở đến đâu. Nhiều người hơi có cái nhìn khắt khe về chuyện đi dạy, thì từ ăn đến mặc phải chuẩn mực, mình chỉ muốn mọi người nghĩ thoáng ra thôi, giáo viên hay người gì cũng là con người. Khi đi làm, chúng ta nên nghiêm túc và tôn trọng ngành nghề đó mới là quan trọng, cô nàng bày tỏ. Trên trang cá nhân, nữ giảng viên thường xuyên đăng tải những hình ảnh cá tính gợi cảm, mạnh mẽ cùng một thân hình quyến rũ, làm bao trái tim thổn thức. Nhưng cô tự thú nhận là một người sống tình cảm, hay suy nghĩ và rất mang nước mắt. Âu Hà My cũng có một cuộc sống vô cùng xa xỉ. Cô thường xuyên đi đánh golf để giải tỏa căng thẳng, hoặc những lúc rảnh rỗi sẽ cùng gia đình đi du lịch ở những nơi sang chảnh. Yêu cưới và chia tay chóng vách với đạo diễn trẻ Nguyễn Trọng Hưng. Chỉ khoảng 4 tháng sau khi chia tay tình cũ, Âu Hà My chia sẻ về việc tìm được tình yêu mới là diễn viên Nguyễn Trọng Hưng. Cặp đôi có chuyện tình đẹp với nhiều màn tặng quà đầy lãng mạn khiến cho dân tình xuýt xoa. Hậu đám cưới, Âu Hà My từng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn như ngôn tình cùng chồng khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên bất ngờ thông báo về việc chia tay chồng sau 11 tháng kết hôn. Em thực sự chưa bao giờ nghĩ sẽ phải phơi bày mọi thứ lên mạng xã hội, nhưng tất cả những gì anh đối xử với em và gia đình em, mọi thứ đã quá sức tệ bạc với một người vợ, cô viết.
Trong bài viết dài đầy tâm sự của mình, Âu Hà My đã chia sẻ lại rất nhiều chuyện éo le, đau khổ cô gặp phải trong khoảng thời gian vừa qua, bố mất, sảy thai, tất cả những biến cố xảy đến gần như cùng lúc đã khiến cho nữ diễn viên vô cùng suy sụp. Bên cạnh đó, sự phũ phàng của chồng cũng là một lý do khác làm cho Âu Hà My cảm giác như không gượng dậy. Theo bài đăng của Âu Hà My, khi chồng cô gặp khó khăn, bị vỡ nợ, phải giải thể công ty, cô và mẹ đẻ mình đã luôn ở bên để động viên cũng như giúp đỡ anh vượt qua sóng gió. Tuy nhiên đổi lại, thứ mà cô nhận được từ chồng lại hoàn toàn trái ngược. Lúc bị sảy thai, cô gọi chồng, nhưng anh không nghe máy. Kết quả Âu Hà My đã phải gọi cho bạn thân của mình tới giúp. Đến thời điểm hiện tại, bài đăng dài của Âu Hà My vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người thể hiện sự đồng cảm và mong cô sớm vượt qua chuyện này.